Dễ thương hơn cần đứa. Nam về bảy mấy tám tám bảy mấy con. Nó mới đổ lại cũng được á. Nước đẹp à. Có gì đâu. Nó phải có cái bơm trong này. Cái ông đâu thấy? Thay ống bự lên cho nó chạy, cho nó mạnh, cho nó mạnh lên tí. Chú ơi, cần đứa tôm chú này cũng giống F6 này cũng được bảy mấy con này. Chú thương cần đứa, ông ở khu phố 6. Có gì hết trơn, đi bà bà hết. Còn thấy nó là cái phái của cái tổng đóng đồ phan luôn, cái tích nó là phụng nữa, nó chết. Nó sập cái nó tôm lọc mà nó chịu ngay nước lọc gạo mà. Nó xui nó sập cái là ông hao tôm cũng chết luôn. Thì nhiều không nói bung bầu luôn chứ nó là mà hao xong rồi không nấu nữa đó. Xi phong ra không có tôm đỏ. Rồi người bơm vô ngày bơm con tôm về mình tôm mình biết cái dòng lượng ao mình rồi là nó mấy tấn tôm rồi. Ví dụ mình bơm cho nó hút tôm lọt hay là tôm cứng mà nó hút ra tôm trắng nó ngày ngày mình bơm 4-5 lần nó ra 1-2 kg bình thường. Không có gì hết á. Có cái đáng ngày đó. Thì mình tính cho ngày 2 kg, 10 ngày 20 kg, 1 tháng có 60 kg nhiêu. Có tháng có 60 kg rồi có nhầm con mẹ gì đâu mà nó cứ vậy nó đừng có làm đừng có chảy trứng là được. Tại cái đó mình phun siêu bông về lớn nó chặt thì nó như mình bơm nó phải hút ra là cho mình được. Tại đó không sao. Còn nó dụ nó cũng té mà phay con mà tôm đỏ mà phay con bình thường sao tại nó đông quá thì đương nhiên nó phải té thôi chứ thường nào cũng lọt không được nó khó nó cũng vớt hay hoặc là nó bị quạt lọt cái nó vớt cái thứ hai nữa là nó bị khi nó bị cắn bị đầu nó tùm lum hết á nó đâu có kiểu để dụ mình bơm cho mọc phay con tôm đỏ bình thường chứ đừng có chơi dọc.
Hello, em Tiến, anh Minh, chào tất cả cô chú anh chị thân yêu của mình. Bữa nay em với Minh view tôm lại cho cô chú anh chị mình xem coi nó phát triển như thế nào nha. Và bữa nay là nó được 20 ngày nè, còn ao trên thì thả bữa 24, thì nay nó được rồi như là cũng 9-10 ngày gì đó, 9 ngày. Để em view lại cho cô chú anh chị mình xem coi. Trời ơi, nhà nhỏ nè cô chú anh chị em mình. Đó, là ok chưa? Này nó phát triển rất là tốt luôn cô chú anh chị, ăn lên thức rất là ngon luôn. Ao này nay ngày nó quất 10 mấy ký nè, còn ao chển ngày nó ăn 2 mấy ký. Thì để view là con nó phát triển nè, trời vỏ nè mình. Vỏ quá trời nổi trắng giả luôn. Vỏ nè cô chú anh chị. Vỏ nổi ngoài cầu máy. Ngoài cầu máy luôn. Nay nó phát triển tốt luôn cô chú anh chị. Bữa nay ao này thả bữa 12 rồi, nay nhiêu ta, nay 20 ngày á. Bữa nay 18 ngày. Ủa 20 ngày. 20 ngày. À, ôi ôi, hai nó lạ thấy ghê chưa. Quá trời cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Tôm nay nó sao. Vỏ nó dính vô gió luôn nè. Quá trời vỏ luôn nè. Vỏ nhóc trơn luôn. Đó, vuột gan đây là phản gan bữa sổ cái trùng cái nó. Đấy, cô chú chị em mình coi cái vuột nè. Đó, con này mới lột nè. Rồi cô chú tôi mới lột cô chú anh chị mình xem. Nè, con nó bị cái trùng tiếng. Thấy không? Ừ, nó bị. Nó bị nè. Nhưng không sao, cái này tới vài ngày tụi em sổ lại. Này cho con này nó mới lột nè cô chú anh chị mình. Thấy nó khác màu được ha. À, nó mới lột. Nó còn mềm xuôi à. Ôi, hôm nay nó khác nè, nay nó lạ nè. Nay bắt đầu cái này nó giọt nè, đây là vỏ nó quá trời luôn. Cái này bắt đầu nó xiết. Ồ, vô gan đẹp ghê chưa. Nay lạ, nay ngon là nay. Nay ăn mạnh mồi rồi ăn lên phà phà luôn của chú anh chị mình. Nó rất là đẹp. Tôm. Cái con nó mới lột á, nó trắng đó, nó mới lột. Nó mới lột. Cái con điều nó điều nó ghê không? Đuôi đỏ không mày cô chú anh chị mình, cực kỳ to đã luôn. Đuôi đỏ lòm. Đuôi đỏ này nó tôm nó lớn, cái đuôi xanh nó lớn không có bằng, đa số là vậy, nhằm khi nó theo môi trường nước nữa. Ừ, có vỏ. Thể nó vỏ rất là nhiều luôn đó, nói chung là nay mình để chút là... xíu á em dở mấy cái ống oxy lên cho cô chú anh chị mình xem nè, cái thời điểm này nè em để nước cũ nè, coi có đúng đồng tiền được không, là em quýnh là sạch bóng luôn á. Xong siêu rồi là không thấy nha. Ngại quá trời. Trời ơi, gió này còn thức chưa. Ghê đẹp luôn. Nó vô can nó rất là đẹp người chú anh chị mình. Mới có 8 giờ 15 phút mà. Mới không có cầm hồ này nó mới có ăn mới có 1 tiếng tiếng 9 phút. Tiếng 9 phút rồi. Cái này mở gan đổ lên ngon lành hết rồi. Chút nữa hết rồi. Này sáng bỏ nhá hơn 2 lạng nè. Vỏ đồ lột quá trời nè. Nay màu nước đầu đẹp tuyệt vời luôn cô chú anh chị mình ơi. Nó đẹp ghê chưa cô chú anh chị mình. Để dở cái dầu xi lên cho cô chú anh chị xem. Đây nè, dầu này dễ dở nè. À, cái này là chạy hầm dài nè, để dở lên coi. Nó có cái gì không đây? Ồ, bóng luôn rồi. Ôi quá đã. Đó. Đó, ống oxy rồi coi nè, sạch trăng luôn ha, sạch bóng hả tiếng? Con nó có hiện tượng gì không? Không, nó có bị dính một hai miếng hào chỉ với lúc đầu mình không hào chỉ nè, không quấn đồng nè, nó có hiện tượng luôn nè cô chú anh chị em mình. Nhưng mà tôm cái này thì không sao. Tôi giải thích cùng mày nữa. Để em dở cùng này lên cho cô chú anh chị em. Đó, sạch bóng nè. Không có dính gì hết luôn. Ngon lắm. Ông có chân lùi luôn đã. Xịt bóng luôn hả? Ừ, trơn. Quýnh cái mang nắm này là nó ôm được cái này quýnh từ đầu á, nó ôm được cái ống mà nó trơn nè, nó có đầu bám. Nó không có bám nắm được. Trời gió lọc nó này. Gió lọc rồi. Rồi, để mời cô chú anh chị mình lên trên trên kia view lại cho cô chú anh chị mình xem. Thì qua mình dở ra. Dở cục oxy bên góc bên kia nữa kìa. Dở thử rồi. Hôm nay em hôm nay chưa có dở nữa, nay dở thử cho sao. Mới coi nè. Tại vì đến đó, em thấy nó cái bạc rồi nó sạch á. Ống đó nó không có đóng đồng nó đi, nghĩ là nó sạch nên em cũng không có coi. Dở ra thử nè. Nay là cũng như 20 ngày rồi. Đó sạch bóng nè cô chú chị em mình. Cái bóng. Ồ nó có cái gì đây? Nắm đồng tiền. Ý bên nó hầu chỉ. Hầu chỉ nè, nó tượng vô luôn. Tượng vô. Không sao. Đây này hổm ao này thu xong nó thả liền á, không có đánh bắt đầu. Đó sạch bóng luôn.
Đó, cô chú anh chị mình thấy thực tế nha, nước cũ vẫn bị hậu chỉ nha cô chú anh chị mình, chứ không phải không có nha, tùy theo mùa nha. Tại mùa nước nó hơi mặn á là hậu chỉ nó sẽ tự con ao mình phát sinh thôi, chứ không phải là nước đấy ngoài thiên nhiên môi trường vô mới có đâu nha. Nói chung là tụi em cũng quay thực tế có sao tụi em nói vậy thôi. Để em lên view lại cái ao 9 ngày hay 10 ngày rồi, sau này bữa em thả bữa 24 á, thả lại cái lùi sau 24 á. Thì mà cô chú anh chị mình lên xem nha. Này nó ăn này nó ăn mo gió mạnh này ha. Nó ăn ngày mấy ký à? Nó mới 9 ngày mà ngày mấy ký là dữ chứ. Nhiều tôm lắm á. Mấy ăn hết gió. Lẹ luôn mà em chưa tăng á, ăn ăn qua ăn có một tiếng đồng hồ là bứt luôn. Nước này đẹp ghê chưa? Tuyệt vời luôn. Đẹp còn hơn nước Âu Bạc luôn. Đó, nước đẹp cực kỳ luôn nha. Vỏ nó lột à. Thấy không? Nói chung á thì em sẽ view thường xuyên thực tế cho cô chú anh chị mình xem á, để rồi cái giống tôm này nó phát triển như thế nào và theo sự chăm sóc rồi đó thì em view cho cô chú anh chị mình xem cho nó thực tế hơn, và để cô chú anh chị mình đánh giá và dễ áp dụng xài. Xài bóng luôn ha. Sạch không? Bóng này cái nhớt, cái nhớt tôm nhỏ nó chưa có quần, cái nhớt là không, chủ yếu có oxy nó sạch là được. Với lại quýnh cái men mà núm, nhờ có cái men cắt tảo có Awa Blood á, cho vỏ nó trôi xài ok luôn. Để mà cô chú chị xem nè, không đóng cái gì luôn, ôi hết chỗ luôn rồi. Đúng. Ồ, nó hai lớp nha cô chú chị em mình. Lớp lớn đẹp ghê chưa? Cái lớp lớn và cái lớp nhỏ. Lớp lớn này em thả không bị mất nè. Em đó, nó còn em thả lại nè. Cái mẻ sao đã ghê luôn. Mẻ sao cũng hơi xô lè. Nó 9 ngày phải không? 9 ngày thả bữa 24 á. 24 mình á, nay mùng 1 mùng 2 gì đó. Ồ nay đẹp cái ghê không? Ủa mùng 1 2 nay nó vậy nó có 8 ngày hả? 8 ngày. Gan ruột có lên đẹp, nó ăn mạnh nữa chứ. Tuyệt vời. Mẻ này nó phát triển là tốt hơn cái ao trên kia luôn đó. Ủa là tuyệt vời, cái mẻ này nó sung cơm hơn. Mẻ này nó sung. À, hồi đầu em không quýnh nặng vô cái đồng cái luôn nữa, còn lại nay là ngon lành luôn của chú anh chị mình. Quá đẹp luôn. Ra ruột gan quá đẹp. Tuyệt vời luôn. Về mà bị mất cái mẻ lưu này cũng cực kỳ ổn luôn. Không mà cái lưu sau này cũng quá ngon luôn, nó cũng tuyệt vời. Cũng tôm đưa đỏ luôn. 8 ngày. Tôm đưa đỏ luôn anh Minh. Đưa đỏ không? Đưa đỏ. Ừ, cái sau này nó đưa đỏ không à? Đúng là đưa đỏ không? Đưa đỏ ngon. Đưa đỏ tôm nó phát triển tốt hơn. À, giống này là vô siêu tăng trưởng của S6 nè, dây rồ 2 nha. Dây rồi nó sẽ bóng luôn à, có diêu rong hết á. Cái này để em theo dõi với tụi nó em lột, đi. Nó lột dữ lắm cô chú anh chị mình, coi nè, vỏ mà nó trôi nè, nó trôi lơ lửng nhóc chân luôn. Nó lột rất là đều luôn. Tôm nó phát triển lạ, nó lẹ lắm. Đi cực kỳ lẹ luôn. Hết sức luôn rồi. Đó, tôm cái lưu này, cái lưu này thả bữa 24 nè, đẹp thấy ghê không? Ruột gan lên thẳng gan hết, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Tôm nó trắng bóng sạch. Hết màu luôn rồi. Nó tôm nó ăn mạnh đó, thấy cái gió nó quần thấy cũng sạch, cái gió thấy cũng thái à, thấy là mình thấy nó nằm cái đáy gió mình mà nó quần sạch vậy đó. Cái gió tại gió cũ á, cái gió nào của cái ao bên đó cầu máy vậy đó, em lấy qua nè, mà nó quần sạch bóng luôn. Em không có trà giữa vậy đó, nhưng mấy cái gió bể này mà để trên cầu nó chưa có trà, nó chừng nào thả tôm là em thả xuống thôi chứ em không có trà rửa. Đặc biệt cái gió lại không có trà. Ví dụ nuôi hết vụ á thì em bỏ lên em phơi vậy thôi, rồi sau khi xuống tôm là em để xuống thôi chứ em không có trà rửa. Còn toàn bộ quạt bọng rồi em cũng không có trà rửa luôn, em chỉ làm nó dây rồi quýnh này nó chóc cho sạch bóng, bữa nó đóng bận này sạch bóng đã cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị mình. Nước rất là đẹp luôn, nước nhìn rất là mở luôn, không có cặn cáo, không có cợn, không gì luôn. Quạt bọng nó lên màu phê cực kỳ đẹp luôn. Cái này là em không có chỉnh sửa gì nhiều cô chú anh chị mình, em chỉ cái áp dụng là em cấy men vi sinh, là cái men nấm là cộng với men vi sinh nè, với anh thỉnh thoảng em đánh cái bà rốt để em ngừa cái riêu, cái rong riêu á, cái nhớt riêu rong riêu rồi đó, thì nói chung vậy em chỉ xài đơn giản vậy thôi. Như ao này á thì ao qua bà rốt em đánh hai nhịp rồi đó, thì nói chung là ok, dây bọng được sạch trơn luôn, dây nó bóng luôn, gì nó dây cũ mà nó bóng trắng luôn. Còn về cái nước á, em đánh cái men nấm cộng hưởng với men vi sinh đó, thì nói chung á, thì tới thời điểm này á, thì vẫn chưa thấy nấm nào điều kiện nó phát triển lại. Và cái thứ hai á, là cái nước nó rất là tốt, rất là sạch, nói chung là cực kỳ luôn cô chú anh chị mình, pH rất là ổn định luôn. Đó là thì cô chú anh chị cứ xem,
xem anh em mình á, thêm coi để theo dõi anh em thử thách với anh em mình một mẻ mới này, thì bám sát anh em mình để theo dõi như sao. Cái đó như cái này là em cho là hôm nay là ăn gan ruột rồi lên rồi nè. Nó gan ruột vậy là nó đẹp là ok nè của chú anh chị. Nó điều màu nó chuẩn luôn, nó nhỏ mà nó không có vàng luôn đó. Nó chuẩn rồi nè, cái về là mình đầu mình ăn thuốc cũng vừa thôi, không cần ăn nhiều đâu. Rồi có thể mình sang kẻ bớt cũng được không sao hết. Từ khi nào rải thuốc mình nó có hiệu lực, tức là mình xài mà thuốc mình thấy có hiệu lực mình cứ ăn bình thường lại, nó nhả cái thuốc ra bớt cho tôi mình nó tốt. Thì lúc nào mình cần thiết thì mình ép vô lại. Đó, còn bây giờ mình cứ ăn bình thường thôi. Ăn bình thường, ăn liều nhỏ nhuyễn thôi để mình hỗ trợ kèm cho nó thôi. Và em ở đây thì em có ăn thêm cái men ủ của bà xã bà ủ đó. Mũ thảo dược gan thực vật đó với lại vitamin đó, vitamin này cũng là của thực vật luôn nha chú chị mình, chứ em không có xài động vô cái đó, cái này ủ đó là em không có động vô những cái dòng thuốc gì của ngoài bên thủy sản hết nha, nó làm chơi thực vật không, chỉ có chẳng hạn như ở nói chung là cũng thực vật không à, không có xài của gì chẳng hết với màng nấm của mình thôi, cái màng nấm em đang cái này ăn cái đó mũ luôn. Chắc khoảng chừng tuần nữa tụi em lắp máy à. Cái màng nấm này. Cái màng nấm mình ủ chẳng nó rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị mình. Cái engine nó cao lắm, cái thứ hai nữa cái nó có khi mình ủ nó đủ tiếng nó lên khoảng 3-4 ngày á, lên nó có cái nồng độ chua của acid cơ á. Thành ra mình ăn vô con tôm mình ép được cái ký sinh trùng á, nó đảo về cái tình trạng mũ đu rất là cao luôn, tại nó có cái thằng nhẹ của acid cơ vô ăn vô lúc nào ngày nào cũng dặm vô cử á, thì nó sẽ hạ cái đường pH của đường ruột tôm mình nó không cao được. Thì cái mũ đu nó sẽ không bị phù cô chú anh chị mình, và cái ký sinh trùng nó cũng hạn chế trong cái tôm của mình luôn. À, với lại em đây em nói thẳng em chia sẻ kỹ luôn nha, tại vì em bên đây em xài á là cái dòng men vi sinh á là của thủy sản, còn cái men nấm á là em đặt riêng cái lô đó chiên để xài cho tôm nha, chứ không phải là men rượu của chú anh chị mình. Nhiều có rất nhiều cô chú anh chị mình á nghe không rõ thì cứ đi mua men rượu về đánh á thì nói là không hiệu quả, nhưng lại nó có tác dụng gì không thì em không biết, cái đó thì em không có xài. Thì cô chú anh chị mình cứ nhớ rõ kỹ cái đó nha, em làm xài cái men nấm làm đặt từ bên công ty men rượu, nó làm ra cái hàm lượng cho em để đánh cho tôm xài cho thủy sản, chứ không gia công cho mình không xài cho vụ. Nấu vụ là cái men khác của men nấu vụ thị trường, còn em với mình đây làm đặt xài đánh cho tôm thủy sản cái hàm lượng nó sẽ khác nha, nó không có giống nha cô chú anh chị mình. Và cái đó thì nhiều cô chú anh chị mình á thì mua thì cái men rượu về chạy á, có anh thì nói không hiệu quả, có anh nói là đánh không được, cái đó là chiên em không rõ, tại vì em có xài cái đó em nói rất rõ từ đầu. Cái này là em xài chiên đánh trong ao tôm chứ không phải là men nấu rượu. Và cái men đó là thị trường không có nha cô chú anh chị mình, nếu ngoài thị trường mà có cái men đó là một là men nó nhái, hai nữa là giả, tại vì cái đó là cái hàng độc quyền của em, không có lọt ra ngoài. Công ty rồi tất cả đã làm cho em là ký hợp đồng với em là không có được buôn bán cái đó ra ngoài, và cái mẫu là chuyên độc quyền của em luôn chứ không có một mẫu thứ hai lọt trên thị trường nghe cô chú anh chị mình nhớ kỹ cái đó. Với lại cô chú nhiều khi cô chú anh chị mình bị mắc phải khi người ta cái thị trường bây giờ nó đẩy vô cái nó nói là nó làm cái mẫu mã giống như vậy rồi cô chú anh chị mình xài, nhưng cái hàm lượng nó quan trọng là cái hàm lượng và cái chất lượng nghe cô chú anh chị mình, chứ đừng có nghĩ là thấy giống nhau là xài được nha. Để thuốc thủy sản cũng vậy cô chú anh chị mình, xài hàng phải chuẩn, tức là công ty phải có mà đạt chuẩn, có nói chung là phải xác nhận WHO, CMB đó, là phải có bảo vạch, đúng chung là phải có nguồn gốc phải chính xác. Còn cô chú anh chị mình nó đừng có thấy ngoài thị trường nó bán nhầm khi hàng trôi nổi nó cũng là y chang như vậy, nhưng mà mình ăn nó lại khác nha, nó không có giống được đâu nha. Cái khác nó giống thì chẳng có vỏ thôi, chứ cái ruột là nó sẽ không có được khác đâu, tại vì không được giống đâu, tại vì cái ruột của công ty người ta làm người ta đã đăng ký qua bộ thủy sản rồi hết, tức là người ta đã kiểm dịch hết, như cái men của em với mình làm cũng đã kiểm dịch qua bộ thủy sản hết, tức là đã kiểm định hết test rồi, bên bộ thị trường là người ta đã quản lý thị trường rồi, người ta đã công nhận thì tụi em mới đưa vô tiến hành tụi em xài đó. Nói chung chứ không phải tự nhiên em làm ngang em xài đâu nha. Cái thứ hai nữa đó là tụi em á, nhiều anh em hỏi thấy em sụp khí tưởng chạy men sinh khối á, thì em cũng đính chính lại là tụi em không có xài cái men sinh khối đó nữa, em bỏ luôn rồi. Là cái men đó nói chung là nó chạy nó không có nhiêu mũ hết á, tại vì cái men nhân khối á, nó là xài áp dụng chỉ nuôi quảng canh là nuôi thưa thôi được ngay cô chú anh chị mình, nhưng nó không có hiệu lực mấy, tại em đã xài cũng nhiều vụ trước á, thì sau khi em nâng mật độ lên nó không còn hiệu lực nữa, nó không đủ độ, nhưng mình nâng mật độ lên thì mình đánh mật độ men nó phải đủ đô lên, phải đánh lưu lượng nó đôi gấp ba lên nó mới làm được cho mình, nhưng mà quánh như vậy nó vẫn nhớt nước ngay mình nghe cô chú anh chị. Cái men đó nó quánh xuống nó nhớt nước cực kỳ luôn, nó là em không có xài cái men đó nữa cô chú anh chị mình, nói chung là không hiệu quả là tụi em không em có xài. Em bỏ nó mấy vụ rồi em mới xài nha, nói chung là em không có xài nữa, nó em sụt là em sụt cái
Ôi vỏ lọt rồi. Em sụt á lấy cái lấy cái giờ khớt được coi tiếng. Em sụt á là em sụt cái mang nấm với lại là cái vi sinh. Là em sáng em sụt chiều em đánh thôi chứ em không có sụt nhân khối nha. Sụt vào ngày nào thì em đánh đứt đoạn ngày nấy. Và cái mình sụt á là cái dòng mang này á thì mình chỉ nên sụt từ 8 đến 12 tiếng nấu lại thôi. Tại vì sụt nhiều quá nó bị chua yếu mang của mình. Tức là nó quá giờ á thì cái mang của nó sẽ không còn hiệu lực mạnh nữa. Nó vừa thôi. Đó, thì cô chú anh chị mình cứ xem và tham khảo và em nói rất nhỏ cho cô chú anh chị nha. Trời ơi, đã không? Tuyệt vời luôn cô chú anh chị mình ơi, vuột ăn không thể nào tả nổi. Cái lô này là lô lớn là cô chú anh chị mình, còn cái lô mình thả nhỏ nè. Bự nha, nó nhỏ đâu nha. Nhỏ này nó lên đẹp thì ghê không? Trời ơi, xuất sắc. Mới 9 ngày, 8 ngày, 9 ngày mà nó cỡ nhân bọc thế này cô chú anh chị mình, cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là cái lô nha. Sau cái dòng lưu tăng trưởng này mấy anh thả trước em khoảng 10 ngày 20 ngày anh nói em cũng không tin mấy, anh nói nó lớn tốc độ lắm em không tin mấy, mình cái gì mình cũng chơi tới đi mình tính chạy, em cũng vô tình em thả nhưng mà em là không kịp, em thả trễ ngồi một bước thôi, nhưng mà họ đi trước á thì mình mà ảnh nói là ok, nhưng mà em cũng không có khẳng định được nên em cũng không có nói mạnh tiếng được, thì em sẽ thả em nuôi thì em mới biết em mới nói cho cô chú anh chị mình. Trời ơi quay lại không là dữ lắm mà đẹp ghê luôn, nên màu rất là đẹp luôn. Em chỉ hết nhỏ nhẹ ăn cái thôi chứ em không có kéo dài thôi, kéo dài nó vô dữ lắm. Để nó vớt lên cái à. Đó, bạc rồi, bọng rồi nay nó sạch tới ghê không? Trời ơi, đẹp ghê. Ruột cái ăn đen thu luôn, tuyệt vời. Nói chung là em cái này mà bỏ vô cái tô là đẹp, đẹp lắm. Bỏ vô tô cái thùng trắng vậy thôi đừng nói tới luôn. Rồi nè, gan ruột rất là đẹp luôn. Em với anh Minh đã cũng tham khảo rất nhiều, như hồi đầu em Minh đã nói đó, cái gống này á là em làm xưa em làm vừa gốc là thành công, không phải là làm mà nuôi á, thì làm nuôi tôm vừa gốc á là thì mình làm nuôi, mình là rất là thành công luôn, nhưng mà có một cái em cái gì cái thị trường và cái lợi nhuận của mình, cho nên mình phải buộc phải đi tìm và lúc nào cũng phải tìm và học hỏi để mình kiếm được cái dòng tôm nào để mình nuôi đó, nó đưa được cái hiệu quả cao và cái xây quan trọng nữa là cái xây nữa mới ra được cái giá. Thì em với mình đó chạy đó là coi mình này. Coi mấy anh em mà làm thành công mình đổ theo chạy mấy vụ này đó là coi như là ok tuyệt vời, đưa tới cái thành công là nói chung trong như sự mong đợi của anh em của mình. Và cái giống này thì có rất là nhiều anh em trong phanh nhà của mình đã có nuôi thành công nhiều lắm, cho nên em mới chạy theo chứ không khơi em không có chạy theo đâu, tại vì em giờ thị trường mà đâu có chạy tới nổi cô chú anh chị mình. Mình chạy là mình chạy phải cho nó đúng, cái thứ hai mình phải tham khảo đã từ lâu rồi là nó đã chính xác. Có nhiều anh đánh nuôi á 4 vụ 5 vụ khỉ và em sẽ đánh giá so lại nó thành công tỷ lệ là bao nhiêu, và cái sự cái đầu xây nó về trong vòng 80-90 ngày nó sẽ nằm cái xây bao nhiêu là nó cá dừa để mình biết. Thì nói chung là em đã tham khảo, nói chung là ok tuyệt vời, và chính em với anh Minh cũng làm nó cũng là thấy cũng tuyệt vời luôn cô chú anh chị mình nha. Rồi thị trường bây giờ rất nhiều, nói chung là cái gì cũng có hết, không có gì không có hết mà cái gì cũng nhiều hết, nhưng mà quan trọng là cái người nuôi của mình á thì lựa chọn cho chính xác thôi. Và tất cả luôn cái gì thuốc men đồ cũng vậy, cũng rất là nhiều, nhưng mình lựa những cái nào cho nó phù hợp, mình chích cho những cái nào mình xài nó hiệu quả thì mình áp dụng, mình xài cho nó đỡ tốn kém và nó đưa cái hiệu quả cao cho mình đỡ cái rủi ro hơn. Nói lòng rõ nó mê của chú mình tôm mà nó sung nó khỏe nó lọt, cái mỗi ngày á mình ra mình tắt quạt mình cho ăn, mình ra mình nhìn cái nước của mình thôi nó đẹp, và mình nhìn cái nó rõ tôm nó lọt nó nổi lên á, nhìn thấy rất là hưng phấn luôn, mình người mình nó thoải mái. Nói chung là cái không có gì để cái này chắc cũng khoảng 5-7 ngày gì nữa là mình vô máy hả tiếng? Chưa đâu, chắc có thể em dán em ém tới 30 ngày, tại vì để em chọn ngày mai bắt đầu là em sẽ chọn cái số 2 vô cái bắt đầu em cho nó ăn nè, cũng như vỏ nè vài ngày em sẽ cắt đi đứt. Đi ở ngoài đừng đi trong nó dính nhạt phải không, em cắt đứt qua số 2 em bắt đầu em mới cho vô máy vô chú vớt cái vỏ nó lên nè. Ừ, vỏ nó rất là đẹp luôn, để em vớt miếng vỏ lên nó nổ quá trời nè. Nè. Cực kỳ luôn, vỏ nó nè. Tốt tuyệt vời. Dính thừa nùi luôn hả? Ừ, nó lọt lên nó ra xe luôn rồi. Dữ lắm. Nè, bọt mình hớt lên đó. Ừ, chứ nó đu bọt mình hớt lên nè. Cực mình dâu gì rồi. Vỏ nhìn này là rất là tốt luôn cô chú chị mình, dâu rồi nó lọt ra đầy đủ dâu luôn, không có thiếu gì hết. Đó. Tuyệt vời. Không, đợt này nó lọt dữ chứ. Ừ,
nó có nghĩa là tôm nó sung như cái mẻ rồi nó không lọt anh Minh cứ nói sao rồi, chứ đã qua siêu tăng trưởng rồi thì nó phải lọt như vậy nó mới lớn được theo tốc độ thời gian chứ. Tuyệt vời. À, thì sẵn đây có nhiều anh chị cứ hay bình luận về em á, nói chụp cái mẫu của men á cho xem để dính thì... nhạc tiếng ơi cái mít vậy trọng á. Thì sẵn đây á ở trong nhà nó dính nhạc cô chú anh chị mình em ra đây cho nó không có cái tiếng nhạc, tại vì nhạc sáng bắt cho con gái nó coi á không có tắt được. Đó, cái men em làm á là có đăng ký với thị trường rồi hết nha, có nhãn mác đầy đủ, tức là hàm lượng và cái xài cho cái gì nó có đầy đủ cho mình dùng cả, cho nuôi tôm có cả số điện thoại của em dùng luôn cho thủy sản em, tại vì cái số điện thoại này là phải em phải có ra, còn số trên này là số của cái bên công ty thôi, để này mình đăng ký cho thị trường thì phải có số công ty nguồn gốc rõ ràng, nếu không nó sẽ làm cho nổi đó, chứ nếu không á thì em đâu có cần phải đóng cái ba cái số điện thoại công ty làm gì, nhưng mà buộc phải có, tại mình đăng ký với bộ thủy sản là phải có nguồn gốc rõ ràng đó, có hàm lượng xài đó, chiên xài diệt nấm. Nó khác ha, không phải là mặn dịu của chú chị mình, cô chú chị mình nghe không hiểu nó là mặn dịu không đó, rõ ràng là sản xuất à, không có công ty có nguồn gốc đàng hoàng, chứ không phải em làm bằng cái hàng trôi nổi nha, có xác nhận đàng hoàng. Rồi lạc qua bên kia coi. Cái thành phần này á thì buộc em phải để thôi, nhưng mà cái thành phần của em là em sẽ không có để đâu, tức là em sẽ bên nhà phân phối người ta sẽ bảo mật cho em, tại vì cái này nếu em để lên nữa thì nói chung là nó không còn cái gì nữa, là ngoài thị trường nó sẽ tràn lan, em sẽ bị ép lực về cái này, thì nói chung mốt hàng của em xài nó cũng không hiệu quả luôn, đừng nói đến cô chú anh chị mình nha. Thì cái đó đừng nghe, cái thuốc của thủy sản cũng vậy nha cô chú anh chị mình, thuốc thủy sản thì người ta chỉ đưa cái hàm lượng nào đó một phần lên thôi, chứ người ta vô số cái đặc trưng của người ta là những cái bí quyết của người ta là người ta phải buộc phải ẩn thôi cô chú anh chị mình nha. Đó. Màu nước quá tuyệt vời luôn. Trời dòng diêu là nói chung là ông quýnh là thời điểm này. Rõ nè. Cái thời điểm này là như là núm đó, là không giờ có. Núm cục luôn. Ôi đẹp quá, đẹp xuất sắc luôn. Đuôi đỏ lòm luôn. Con tôm mẹ tôm này thấy mê thiệt. Đợt rồi cái tôm mà cũng S6 luôn. Nhưng mà cái lô chưa siêu tăng trưởng á, nó không có đuôi nó không đỏ, đuôi xanh. Nhưng mà cái lô này về siêu tăng trưởng này thấy cái đuôi toàn bộ đỏ lòm luôn, cực kỳ đã. Em nào như em lấy ruột gan đồng thống luôn, cái cưng luôn, ăn tươi. Nói chung là do giống tốt và cái môi trường mình làm nữa, cộng hưởng từ hai bên cô chú anh chị mình, từ bên nhà sản xuất giống và cái người chăn nuôi phải cộng hưởng với nhau làm cho tốt hết hai mặt. Thì đương nhiên con tôm mình nuôi lúc nào cũng phải tốt, đừng lo gì không lớn nha. Nếu môi trường mình tốt nuôi cỡ nào cũng lớn, âm dám bảo đảm luôn. Nếu cô chú anh chị mình nuôi tôm nào cũng vậy hết, nếu môi trường tốt là phải lớn hết, mà quan trọng tôm nó có đạt đầu con hay là nó có đảm bảo cho mình hay không thôi, chứ còn nói chung là phải lớn. Với lại á, mình xài á, trong quá trình nuôi tôm á, cô chú anh chị mình á, xài thì nên xài thuốc thủy sản, tại vì thuốc đó đã có đặc trưng là đã qua bộ thủy sản, người ta đã xét duyệt cho xài rộng rãi phổ rộng trong tôm, thì nó sẽ không ảnh hưởng về tôm của mình và cái tôm thịt nó cũng không ảnh hưởng gì. Còn nếu cô chú anh chị mình nó cứ lạm dụng vô kháng sinh thì mình nuôi như vậy á, tôm của mình nó rất là khó nha, tại vì em đã nói rất là nhiều, kháng sinh nó rất là khó xài, phải là dễ, tại vì cái hàm lượng nó không có nhất định, nó hàng đó hầu như là hàng nhập khẩu không, thì đương nhiên nó không có nhất định, cái thứ nhất cái liều lượng ăn rồi nó sẽ không có chính xác, cho nên nó nhiều của chú anh chị mình xài dùng ăn nó lạm dụng quá nhiều rồi cũng không được, mà ăn ít quá thì nó không tới đâu, nên cô chú anh chị mình á xài và không có biết rõ về của nó, thành ra tôm mình nuôi nó sẽ rất là khó lớn. Cái thứ hai nữa, gan nó mình rất khó là giữ, nó về cỡ 50-60 ngày bắt đầu là nó sẽ hủy hoại mình, cái đàn tôm của mình lần. Cho nên nó đã đây chỗ nó rồi, cái chỗ đó nên em đến mình là không có xài kháng sinh là chỗ đó, tức là mình nuôi tôm sạch luôn, sau khi tôm thịt của mình ra thị trường nó cũng có cái tốt đến cả người dùng luôn nha cô chú anh chị mình. Kháng sinh xài nó không có gì có lợi đâu, mình ăn mình xài cái làm á, quan trọng mình xài men vi sinh rồi mình làm nước mình nó tốt quá, mình quản nước cái nước mình nó tốt, là cái thức ăn mình quản lý cho nó chặt chút thì tôm mình nó khỏe mạnh, đề kháng nó đầy đủ, thì nói chung là nó tốt, gan ruột nó sẽ tốt, nó lớn bình thường rồi, không có cần gì phải đẩy kháng sinh luôn của chú anh chị mình. Mình còn mình đưa kháng sinh vô là về khi mình ép buộc thôi, có đó là mình ép chết con tôm mình thôi, chứ nó không có tác dụng gì đâu, giống như người con người mình thôi, mình bệnh thì cứ lên bác sĩ chích hoặc là uống thuốc thôi thì nó hết,
chứ đâu cần phải vô kháng sinh đâu. Cần tiên mấy người nào mà bất khả kháng chờ con cháu mới vô kháng sinh thôi, chứ còn vô kháng sinh mà sống cứ ngày nào cũng đè đẩy kháng sinh vô sao sống được cô chú anh chị mình. Đó, con người mình cũng vậy thôi, có bản năng mà. Tôm cũng vậy, nó cũng là ăn sống thôi, nhưng mà mình đẩy kháng sinh nhiều quá, như mỗi ngày nào cũng tập kháng sinh sinh vô thành ra con tôm mình nó sẽ bị ảnh hưởng cái hệ lụy nó quá lớn. Thành ra con tôm mình là một là nó bị chai gan, hai nữa là teo gan, ba nữa là nó bị bứt đường ruột, thì cái đó nó sẽ có thường trong cái mẹ tôm của mình luôn. Và là mình xài nó quá không đúng. Thứ nhất là thứ hai nữa, về 5-60 ngày bắt đầu là nó vớt dầm rất là nhiều, và cái thể lệ gan nó phá nó bị dữ. Nó bị chống ruột teo gan, chống ruột và teo gan nó bị vớt rất là dữ luôn. Thành ra mình xài mình cứ ngày hỏi xài sao đó kỳ. Còn mình xài về cái thuốc thủy sản á, nó an toàn mà thuốc tốt đàng hoàng cho chú anh chị mình. Nuôi về tìm cái nguồn gốc nuôi về nữa. Sao càng nuôi về lâu tôm nó lớn nhìn càng đã, nó nuôi càng nuôi về sao nuôi chừng nào mình thấy nó chán, nó chậm, nó hết cái thời gian, cái tuổi lượng của nó chậm lớn là mình thu thôi, chứ còn nói chung mình không có sợ vũ vô mà nó vớt té dọc đường. Còn ăn cái dòng kháng sinh rồi cái nọ thì nói chung là nó dễ té nó dọc đường lắm nha, nó rất là dễ luôn. Nhiều không biết cái lạm dụng ăn không suốt vụ luôn, thành ra nó bị ấy chứ. Rồi người ta ăn người ta nuôi cũng được chứ không phải là không được. Có nhiều người ta nuôi chẳng được, người ta xài quen đó cô chú anh chị mình, ta xài quen ta biết ăn nó ăn đúng. Người ta ăn ví dụ vài cử người ta ngưng chứ không phải ta ăn suốt. Ta cũng ăn những cái thành phần khác vô người ta để ta giải thoát, ta giải độc gan nào được, người ta hỗ trợ được thì người ta nuôi được. Nên cô chú anh chị mình còn mình không biết á, mình lạm dụng tùy. Cái này em chia sẻ thực tế nha. Cái này thì em nói riêng cá nhân em theo cái sự suy nghĩ của em và cái thực tế em nói thôi, chứ em không có phê phán cái nào hết. Thì cô chú anh chị mình cứ xem, ví dụ cô chú nào đang xài kháng sinh cũng vậy, thì mình xài quy trình nó quen nuôi thành công thì cứ nuôi ok, không có gì hết, nó không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà có một cái mình xài không quen thì mình nói chung là nó nửa chừng á, nó khóa cái đàn tôm của mình, nói chung thì nó rất lụn thì lời á. Nuôi tôm này thì cái lãi suất nó nằm từ nửa chặn cái lên, vì sao nó mới có lời, còn hiện đồng chỉ có lỗ với bề tiền thôi. Thì em chia bữa nay em với mình chia sẻ đến đây thôi, thì cũng mong cô chú chị mình ủng hộ cho anh em mình. Và cô chú anh chị mình thấy thương anh em mình thì cứ theo dõi thường xuyên và đăng ký ủng hộ kênh anh em mình nha. Và ví dụ như em á thì em chia sẻ thực tế, em nói tới đâu em nói đến đó thôi, em không có sắp bài, em không có lên bài trước. Ví dụ như em nói ví dụ có gì đó lỡ lời hay là nó không lọt tai thì cô chú anh chị thông cảm bỏ qua em nha. Rồi thôi, xin chào tất cả cô chú anh chị mình. Giờ thôi hai anh em mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị em mình rất nhiều luôn, thương ủng hộ cho hai anh em mình. Rồi gửi lời chúc cô chú anh chị em mình thật là nhiều sức khỏe nè. Nhớ theo sát anh em mình để theo dõi, và có gì cho anh em mình ý kiến hay hoặc là bình luận để anh em mình biết nha cô chú anh chị mình ha. Rồi bye. Chào.